Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, xuất hiện lục xung cũng là lúc người tuổi Tý đừng để sự ích kỷ cá nhân trở thành rào cản, khiến bạn xa rời người yêu thương ngày hôm nay hãy dùng bản lĩnh sự trưởng thành của bạn để giải quyết mọi khúc mắc giữa hai người như thế cả hai mới dễ dàng tìm được tiếng nói chung chính ấn dự báo đây là một ngày thú vị để người tuổi tý học hỏi tìm tòi những kiến thức mới giúp bổ sung vốn sống và kinh nghiệm cho bạn hãy nhân cơ hội này để có thể tích lũy thêm vốn hiểu biết phục vụ cho công việc của bạn trong thời gian tới nhé ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng chỉ vì mải lo lắng cho những người xung quanh mà quên đi vấn đề sức khỏe của mình cũng quan trọng không kém đây là ngày mà một vài dấu hiệu cơ thể có thể gửi đến bạn, cảnh báo bạn về việc cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của chính mình đấy. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, hợi. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Do đây là ngày xung với tuổi của bổn mạng, mọi dự tính trong công danh, tình cảm, tài lộc nên có sự cẩn trọng. Có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Cẩn trọng khi đi đường, sử dụng máy móc, xe cộ có rủi ro, tình cảm không tốt giao thiệp với mọi người có nhiều khó khăn. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy, ngày xung của bổn mạng, ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ, hoặc đã có dự tính trước do sự hẹn ước, giao kết, hoặc tổ chức tiệc tùng, hội họp. Có nhiều người đến hoặc nhận được tin tức ở xa, tài lộc trung bình, hoặc có quà tặng. Tử vi tuổi mậu tý, thuộc mệnh hỏa, ngày xung của bổn mạng, có người bất đồng ý kiến với mình nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi hy sinh mới có kết quả hoặc có thể không nên tiến hành mà hãy để vào một ngày khác nên cẩn trọng trong sự đi lại di chuyển tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân bè bạn đến giúp đỡ hao tài về mua sắm quà cáp tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng có sự thay đổi hoặc gặp tình thế đảo ngược bất ngờ khiến cho công việc gặp trở ngại nhưng cũng không nên chán nản bỏ ngang nên quyết định ra đi hoặc thay đổi phương hướng kế hoạch nên tự mình gánh vác hoặc trực tiếp đi gặp tốt hơn là giao cho người khác sự mong cầu về tiền bạc thì đến nhanh và hao nhanh có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày sung của bổn mạng không nên tiến hành giao dịch những công việc lớn sẽ gặp điều không may ngày có nhiều biến chuyển không thuận lợi dễ dàng trong việc giải quyết giới hạn việc di chuyển đi xa sử dụng phương tiện máy móc ngày chỉ có những tin tức không tốt, hoặc tin tức không đến, chậm chạp. Không nên tranh cãi, bất hòa chỉ làm thêm rối ren, dễ bị hàm oan, thị phi. Tài lộc kém, tình cảm không tốt, gia đạo bất an. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Sửu ngọ tương hại khiến người tuổi sửu đang bị vấn đề cũ cản bước, hãy rũ bỏ những đau thương, mất mát trong quá khứ, những vết thương tâm lý không được chữa lành chỉ khiến bạn càng thêm đau đớn hãy nghĩ cho đời sống tinh thần của chính mình xoa dịu vết thương lòng và khôi phục lại những cảm xúc tích cực bạn xứng đáng được tận hưởng dường như guồng quay quen thuộc của đời sống đã khiến cho người tuổi sửu cảm thấy mệt mỏi đủ rồi thế nên khi có chính tài che chở bạn không cố tình cưỡng lại những điều thú vị từ thế giới xung quanh có lẽ bạn đang mong muốn một chút thay đổi trong nhịp sống và nhờ thế tinh thần bạn mới trở nên dễ chịu hơn ngày hôm nay đấy Ngũ hành tương sinh khuyên bạn đừng vì bận rộn mà quên dành thời gian nhiều hơn cho những người bạn thân thiết. Đây là cách bạn nạp lại năng lượng nhanh chóng sau thời gian đầu tư cho của mình. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ tí, dậu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm, nên chấp nhận sự việc hiện tại ngày có nhiều rắc rối ưu phiền sức khỏe không tốt gia đạo có đình đám dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe bổn mạng của mình và người thân bè bạn có lộc hoặc có tin vui về tâm tình hôn sự sinh nở tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy mọi việc dù là chuyện làm ăn hay là tình cảm cũng nên có sự giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt có tài lộc có tin xa sự cầu mong về đi lại di chuyển có sự trở ngại chút ít tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa có tài lộc. Tuy nhiên dù có nhiều cơ hội đến với mình cũng nên chia sẻ hoặc lưu ý đến quyền lợi của những người khác thì mới tốt e có sự ganh tị ở phía sau. Về tình cảm, vui chơi chỉ nên giới hạn. Có chuyện dày già, sinh chuyện không hay. Có đám tiệc, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Hao tán tài lộc vì giao thiệp, chia sẻ, giúp đỡ. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Những việc nào đã đến hạn kỳ dù là chuyện công danh, tình cảm, tài lộc cũng nên giải quyết. Nếu sự việc từ trước đến nay đang tốt thì nay là lúc sẽ gặp khó khăn, trở lực hoặc có sự biến đổi khiến cho mình phải nương theo để hành động. Có khách hoặc bạn bè đến hoặc có tin, tài lộc thất thường, có người đi xa hoặc thay đổi về hoàn cảnh. Sự việc luôn xảy ra hai lần. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Đề phòng trộm cắp, mắc lừa, bội ước hoặc có người khác nhúng tay xen vào chuyện của mình. Ngày có nhiều phiền muộn bất mãn nhưng vẫn có người hiểu mình, chia ngọt sẻ bùi, tài lộc không tốt chỉ nên làm việc bình thường bôn ba nhiều cũng không có lợi gì nên kiên nhẫn chờ thời tử vi tuổi dần đây chính là cột mốc tuyệt vời để người tuổi dần tận dụng hâm nóng tình cảm với nửa kia hoặc tìm kiếm một đối tượng mới nếu còn độc thân trong ngày có tam hợp nâng đỡ hãy cởi mở đón nhận những điều mới mẻ sắp đến trong chuyện tình cảm của bạn người tuổi dần ngày hôm nay vô cùng bốc đồng, nông nổi, ảnh hưởng của tỷ kiên nên bạn hành động theo cảm tính chứ không phải suy xét mọi việc một cách lý trí. Trước khi cố gắng kiểm soát những cảm xúc này thì hãy tự hỏi mình vì sao bạn lại trở nên như vậy. Mộc hòa tương sinh có thể mở ra cánh cửa để bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Nếu bạn muốn tìm kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, đây là thời điểm bạn nên bắt đầu hỏi thăm những mối quan hệ xã hội quanh mình. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ mão ngọ tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy hết sức tránh sự đàm luận tranh cãi sẽ không giải quyết được gì mà còn gây sự bất hòa xích mích thị phi không nên nóng tánh vội vàng khi có chuyện xảy ra trong ngày cần phải giải quyết hoặc nhận được những tin tức tạo nhiều áp lực cho mình trong công việc tình cảm nên sắp xếp ổn định lại công việc không nên tin cẩn người khác cẩn trọng khi di chuyển đi lại sức khỏe tài lộc không tốt hoặc vào nhanh ra nhanh hạp các nghề thể thao, sửa chữa, pháp luật, y tế. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cổ. Mọi việc không nên toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc có trở ngại. Ngày có tiệc tùng đình đám, hoặc có sự gặp gỡ, có tin của thân nhân, bè bạn, nhưng cũng không nên bày vẽ thêm, có chuyện không như ý, bất hòa trong nội bộ. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở có tin xa hoặc có sự gặp gỡ có tin xấu cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng phương tiện xe cộ tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ có tin vui tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc việc đến dù không vừa ý hoặc có tin buồn cũng không nên chán nản cần phải nhẫn nại sẽ có kết quả tốt ngày có nhiều lo âu bận rộn đủ mọi mặt về công danh cũng như về tình cảm. Tài lộc chậm chạp, nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tiến thêm, không có lợi. Việc xưa lại tái diễn, nên cẩn trọng. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, mua sắm, gặp gỡ, hò hẹn. Cầu về công việc thì hay gặp sự trắc trở, nội bộ có nhiều mâu thuẫn, trái ý nhau một cách ngấm ngầm. Đề phòng chuyện thị phi, khẩu thiệt. Ngày chỉ có những tin đem đến không có lợi tài lộc kém, hoặc vào nhanh ra nhanh. Nên hết sức cẩn trọng khi đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Nhà có người đau ốm, có chuyện buồn, hoặc xúc vật bị bệnh tật, tai nạn. Tử vi tuổi mão. Mão ngọ tương phá khiến nhiều việc không đi theo kế hoạch. Đối với các nàng độc thân, bạn dễ dàng vướng vào những mối quan hệ tiềm tàng nguy hiểm. Hãy cẩn thận tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi có ý định tiến xa hơn dưới tác động của kiếp tài hành xử lạ lùng của một người thân nào đó trong gia đình khiến cho người tuổi mão không khỏi ngạc nhiên hôm nay theo tử vi hàng ngày cho thấy có lẽ việc đặt ra một vài câu hỏi đơn giản không đem lại kết quả mà bạn muốn nên bạn sẽ phải dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn một chút về họ đấy hôm nay bản mệnh nên tập trung cải thiện sức khỏe bản thân việc này đòi hỏi bạn phải dọn dẹp cả những suy nghĩ niềm tin tiêu cực đã ngăn cản bạn trong thời gian qua bạn có thể thay đổi diện mạo hoặc thử phá cách với những bộ cánh mới. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi tuất. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Có hỷ sự, tuy nhiên có tin xấu về công danh, buồn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần có tin về sự sinh nở hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Trong nhà hoặc trong công sở nếu có dự tính gì thường gặp sự trễ nái, rời hẹn, sai hẹn. Tuy nhiên cũng không phải là điều xấu. Hoặc sự việc xảy ra sớm hơn dự tính nhưng sự kết thúc cũng không được như ý. Ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, người khác phái. Có tin tức. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết ngày có sự đáo hạn định kỳ ước hẹn đề phòng rủi ro có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở có tài lộc tiệc vui quà tặng tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như về tình cảm có sự gặp gỡ đông người hoặc nhận được nhiều tin tức thăm hỏi nếu có dự tiệc đình đám vui chơi thì cũng không được như ý không trọn vẹn Bớt đi một chuyện tốt hơn là thêm một chuyện, chỉ có sự thiệt thói. Nếu có đi đâu thì không nên ở lâu vì sẽ vướng vào những chuyện không đâu, không có lợi. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều tin tức hoặc gặp gỡ bè bạn, người xưa, vui buồn lẫn lộn. Công việc làm ăn chỉ nên bình thường, dù có sự bỏ ngang công việc, hoặc bị gián đoạn nửa chừng do có tin tức mới, hoặc vì có hẹn. Tài lộc trung bình. tử vi tuổi thìn thiên tài mang lại tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi thìn với các cặp đôi hai bạn có thể suy nghĩ đến việc cùng tạo ra khối tài sản chung hoặc cùng san sẻ các gánh nặng tài chính của đối phương điều này có thể khiến phương diện tài chính của cả hai trở nên thịnh vượng hơn ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có thể tìm ra cách cân bằng các mối quan hệ quanh mình bạn chăm chút hơn cho các mối quan hệ thân thiết mà vẫn có thời gian riêng để tận hưởng những sở thích của bản thân Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2021 dương lịch là ngày can Mậu ngày can mậu không trị bệnh ở bụng bản mệnh lưu ý điều này để không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ dần thân tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa nên cẩn trọng trong các vấn đề đi đứng sử dụng xe cộ máy móc đề phòng chuyện thị phi tranh cãi khẩu thiệt nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vào mình Ngày không nên có sự hẹn ước dễ gặp phản bội không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc việc xảy ra không đúng như ý muốn mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi đưa đến bực mình tranh cãi mít lòng giới hạn việc đi lại di chuyển đề phòng rủi ro nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý Ngày nhận được nhiều tin tức và nhiều công việc đến tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc giới hạn việc đi lại di chuyển cẩn trọng đề phòng rủi ro tai nạn có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có tài lộc hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc có sự trách oán tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chuyện tình cảm kết bạn đính ước hẹn ước phải có sự dè chừng dễ vướng vào cảnh lôi thôi tiến thoái lưỡng nan không nên bao đồng, làm ơn mắc oán. Có người đến cần nhờ và mình, và cũng thuận lợi cho công việc mình mong cầu. Tuy nhiên cần phải có sự suy nghĩ hoặc tham khảo, chờ thêm tin tức mới, hoặc chỉ đồng ý trên nguyên tắc bằng miệng. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Cần tránh người muốn đem tâm tình, kết bạn với mình. Đừng mong tin xa, nên thu xếp vén khéo công việc. Có tin tức buồn vui lẫn lộn. Nếu có được mời ăn uống dự tiệc thì cũng không vừa ý hoặc phải có sự hao tốn. Ngày gặp những người có chuyện đau buồn, thua lỗ, đau ốm đến với mình. Tránh mọi chuyện thị phi, bị kích bác. Cẩn trọng khi đi đường, nếu không gặp rủi ro thì cũng không có ích lợi. Cầu tài lộc không có lợi. Tử vi tuổi tỵ Nhờ tam hội mà căng thẳng kéo dài giữa bạn và một người nào đó sẽ được giải quyết triệt để ngày hôm nay, khiến cả hai hiểu nhau hơn, đồng thời có cơ hội ngồi lại để bàn bạc với nhau về những vấn đề mà hai phía chưa thông suốt. Đây chính là cơ hội để bạn bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất đấy. Nhờ có thực thần mà hôm nay người tuổi tỵ vô cùng lạc quan, tích cực. Tuy nhiên đừng để sự lạc quan thái quá khiến bạn đưa ra những ý tưởng thiếu thực tế, thậm chí khiến cho bạn vừa mất thời gian, sức lực mà còn đánh mất cả niềm tin của chính mình khi kết quả không được như ý. Hòa khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Khuyên bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, nếu bị bệnh thì dù đi chơi xa cũng không quên mang đủ thuốc để dùng. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, thân. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến. Có tin tức ở xa về tình cảm, hôn nhân, thi cử. Có sự may mắn về tiền bạc, nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ có tin xa, nhà có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên trần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin vui hoặc có sự gặp mặt, tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim, nên có sự dứt khoát hoặc đình chỉ công việc hoặc chuyện tình cảm đã kéo dài từ lâu. Hoặc đã đến lúc phải thay đổi tình trạng hiện tại, có sự đi xa, xa cách người thân. Tài lộc dễ hao nhưng không phải là thua lỗ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh Thủy, gia đạo bình yên tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp nếu có người đề nghị công việc thì nên chấp thuận dù không có lợi lộc tiền bạc gì có chuyện vui về tình cảm nhân nghĩa ngày có gián đoạn công việc hoặc chưa hoàn tất tử vi tuổi ngọ 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 từ hình khiến bạn suy diễn quá nhiều, có thể nói, đây thực sự sẽ là ngày stress dành cho bạn, nếu bạn không biết kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình sao cho thích hợp mà chỉ chút những tức giận lên mọi người xung quanh một cách thiếu thiện trí. Dù bạn có thân thiết với người đó đến mấy đi chăng nữa thì hãy giữ như ranh giới nhất định trong giao tiếp nhé. Thương quan mang đến một số tin không vui, vài việc xảy ra ngày hôm nay có thể khiến nội tâm của người tuổi ngọ trở nên rối loạn, bạn thậm chí không biết giải quyết mọi việc như thế nào sự điềm tĩnh vốn có của bạn cứ như bị lấy mất vậy. Dù gì hãy cố gắng hiểu rằng cuộc sống luôn có lúc thăng lúc trầm, nếu mọi thứ đơn giản và dễ dàng quá thì còn gì đâu là thú vị. Do đó, bạn phải có trí tuệ đủ để tự bảo vệ chính mình. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần tuất. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc nên cẩn trọng về hành động, lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan. Ngày không nên mưu cầu việc lớn, giới hạn sự di chuyển, giao thiệp, tin tức xấu, cẩn trọng sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có chuyện buồn. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết. Không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, có trở ngại. Nên hành động một cách bình thường có tin xa hoặc gia đạo có khách đến có tài lộc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng tức là nên chụp lấy thời cơ tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm ngày có nhiều tin tức ở xa có người đi xa có sự gặp gỡ hội ngộ có tài lộc có sự trách oán hoặc phải hao tốn vì giao thiệp tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng mọi việc đều xảy ra rất nhanh cần phải bình tĩnh để ứng phó hấp tấp vội vàng dễ gặp sự thiệt thòi hoặc trong tiến trình làm ăn có rủi ro tai nạn sức khỏe không tốt gia đạo bất an có tin buồn cẩn trọng trong việc di chuyển xoay sở gặp nhiều chuyện phiền lòng trở ngại bực bội tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng ngày có nhiều sự tranh chấp hoặc có sự âu lo nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói không xen vào chuyện người có sự hiểu lầm kích bác hàm oan nếu có dự tiệc, vui chơi, cũng không nên quá lố, sẽ gặp sự mít lòng, hoặc có người châm chọc dòm ngó đến chuyện của mình. Gia đạo bất an, đề phòng sức khỏe, cẩn trọng khi di chuyển. Có sự nói xấu, thư kiện. Tử vi tuổi mùi. Tam hội khuyến khích sự kết nối nên người tuổi mùi lúc này mong muốn được đoàn tụ với những người bạn cũ. Tuy nhiên, nếu bạn lại ôm đồm việc lập kèo, một mình, kế hoạch gặp mặt có thể không được như ý, Hãy rủ dê thêm những người bạn khác cùng lên kế hoạch với mình nhé. Chính tài mang tới vận may về tiền bạc nhưng không phải con giáp tuổi mùi nào cũng có thể tận dụng được cơ hội này. Đây là thời gian then chốt để các già soát lại các mục tiêu và chiến lược trên con đường sự nghiệp của mình. Liệu bạn có đang đi theo hình mẫu của ai đó mà chưa phù hợp với chính bạn không? Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh làm mới bản thân. Hôm nay là ngày cuối tuần, bạn nên tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng lại vừa có thể nâng cao trí tuệ với những buổi workshop hoặc lớp học kỹ năng mới lạ xem sao. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ hợi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim. Gia đạo có đám tiệc hoặc có sự họp mặt, hội họp có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Ngày có sự thay đổi về công ăn việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả thuận lợi về mong cầu tiền bạc, có hỷ sự, có sự hao tốn trong sự di chuyển, đi lại hoặc về xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi kỳ mùi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn, gia đạo bất an, có người đau ốm hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ. Giải quyết công việc không nên dựa vào tình cảm quen biết mà cũng không nên để người phiền lòng. Ngày đòi hỏi cần phải có sự khôn khéo, uyển chuyển mới có cơ hội thành công trong việc giao thiệp vui vẻ nên nêu ý kiến của mình về sự hợp tác hoặc nhờ người giúp đỡ không nên e ngại sự hao tốn có sự tu bổ sửa chữa đồ đạc xe cộ máy móc hoặc mua sắm sự mong cầu về tình cảm phải chậm rãi mới có kết quả tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc ngày có sự đi xa hoặc có tin tức ở nơi xa gặp lại người xưa cũ công việc nếu đã có sự dở dang từ trước thì nay lại tiếp tục có lộc ăn hoặc quả cáp có cuộc đi ngắn hạn trên tình cảm chỉ bằng mặt mà không bằng lòng tử vi tuổi thân thiên quan dự báo đây là ngày mà những gánh nặng đè lên vai có thể khiến cho người tuổi thân cảm thấy kiệt sức thậm chí không còn bất cứ sự hứng khởi nào thoải mái nào với mọi công việc hãy cố gắng cho mình thời gian để tĩnh trí và nhìn lại mọi thứ bạn sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh hôm nay nên cẩn thận với những lời nhận xét, đánh giá, bất kể bạn là người đưa ra hay tiếp nhận chúng. Mâu thuẫn và bất đồng ý, ý kiến có thể nảy sinh, nên bạn hãy giữ bình tĩnh trước khi phản ứng tiêu cực với vấn đề. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất cưới gá chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu tuất tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không nên nhúng tay vào chuyện của người khác không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán hiểu lầm hoặc có sự sơ sót khi xử sự, sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực cẩn trọng trong việc đi lại sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro hoặc có sự hư hại chậm trễ có tin buồn tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa sự chờ đợi về tin tức không được như ý không có kết quả mong muốn có trở ngại rắc rối có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt ngày không nên bày vẽ thêm hoặc kéo dài nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi có tin vui hoặc có sự gặp gỡ người thân bè bạn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin xa tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc hãy cố gắng tìm hiểu ẩn ý của người cần gặp hoặc của các nguồn tin đến với mình nên lắng nghe dư luận ý kiến trong nội bộ sẽ có điều hay khiến cho mình dễ dàng trong việc giải quyết nói tóm là không nên độc đoán và nóng nảy sẽ có kết quả tài lộc trung bình có tin xấu về sức khỏe công danh tình cảm của bè bạn người thân ngày có nhiều lo âu bận rộn kể cả những việc cũ cũng xảy ra khiến mình phải giải quyết tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim việc đến như thế nào thì làm y như vậy không nên nghe lời bàn tán của người khác cũng không nên tự mình có sự giải bày chỉ thêm thị phi tranh cãi tài lộc chậm chạp hoặc chỉ là lời hứa tin tức tất cả sự mong cầu chưa có kết quả nhưng không nên chán nản nói chung là không nên mưu sự chuyện lớn lao chỉ làm việc bình thường cũng không nên đi tìm từ vi tuổi dậu chính quan đang hối thúc người tuổi dậu sẽ có những suy nghĩ sâu sắc hơn về bản thân có thể nói đây là cơ hội để bạn học về chính mình ở nhiều khía cạnh khác nhau giác ngộ và trở nên hoàn thiện hơn quá trình đó có thể đòi hỏi bạn phải từ bỏ một số quan điểm và niềm tin không còn phù hợp nữa ngũ hành xung khắc phải đối mặt với nhiều cơn sóng cảm xúc thất thường điều này có thể bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực trong bạn vì vậy, cách duy nhất để kiểm soát tâm trạng dối bời này là ngăn chặn luồng suy nghĩ tạo ra chúng. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày hai âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tuất. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày có hội họp, họp mặt, hoặc có tin tức của người thân, bè bạn sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng lộc ăn tình cảm tốt vui vẻ có người đến nhờ và mình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại di chuyển tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc có lộc ăn, quà tặng, có tin buồn về di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Dù có kiếm được tài lộc cũng dễ có sự hao tốn cho công việc cũng như về tình cảm, hoặc chỉ có tin về tiền bạc và có sự khấu trừ, chia chác. Có sự sai hẹn hoặc rời hẹn, không nên tin quá đáng vào những tin tức hoặc lời hứa làm việc gì cũng nên nhanh chóng không nên để lâu cơ hội sẽ qua hoặc có người phỗng tay trên có quý nhân có khách đến hoặc có tin tức ở xa tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không nên hấp tấp toàn tính mọi việc sẽ đem đến bất lợi phiền toái có nhiều công việc cần phải đi hoặc gặp tận mặt mới giải quyết được tài lộc dễ hao tán vào nhanh ra nhanh hoặc chỉ có lợi về việc thu phục tình cảm nhân nghĩa có sự bảo bọc cho người thân bè bạn tử vi tuổi tuất hôm nay tam hợp ghé thăm người tuổi tuất cũng là cơ hội rất tốt để bạn có thể gây ấn tượng tốt với một người nào đó mà mình đang để mắt tới. đừng bỏ lỡ cơ hội này. hãy tự tin thể hiện bản lĩnh của chính mình trong công việc trong mọi hoạt động nhằm ghi điểm với đối phương nhé. nhờ thiên tài mà kiến thức về tiền bạc của con giáp tuổi tuất sắc sảo hơn, bạn có nhiều góc nhìn mới về phương diện tài chính. tiết kiệm, dành dụng có thể là một phương án tốt để bạn trở nên an tâm hơn về tài chính. Tuy nhiên, đầu tư mới thực sự đem lại cho bạn một nguồn thu nhập thụ động để chinh phục những mục tiêu tài chính lớn. Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh tham gia các hoạt động thể dục thể thao cùng mọi người vừa giúp cải thiện sức khỏe lại vừa có thể gia tăng sự kết nối. Niềm vui trong quá trình tập luyện cùng mọi người sẽ khiến bạn cảm thấy luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa hãy suy nghĩ trước khi hành động. Giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng, nếu không sẽ có sự phiền lòng, trách oán. Không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt. Đề phòng rủi ro, tai nạn bất chắc khi đi đường, làm việc. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi bính tuất, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền. Sự rủi ro, đảo lộn, bất chắc rất dễ đến. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi, vì không chỉ đến có một chuyện. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có người đi xa, có tin xa. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Ngày sung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin xa. Một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Cần nên kiên nhẫn và chờ đợi, sự việc sẽ tự nhiên đến. Không nên lo lắng khi có gặp trở ngại, hoặc chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hoặc có sự đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính. Trên tình cảm chớ nên dính líu vào, chỉ nên lắng nghe ý kiến của họ, không nên kết luận, phê phán. Vai trò của mình đang ở trong tình trạng bất lợi, tài lộc khó khăn, khó cầm giữ, thâu đoạt, không nên toan tính chuyện lâu dài, việc tới đâu thì giải quyết tới đó. Tâm tình bất an, sức khỏe không tốt, có tin buồn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày có sự gặp gỡ, gặp lại người xưa hoặc có tin tức của họ. Có tin buồn về sức khỏe, buồn mạng, công danh, tài lộc của người thân hoặc bè bạn. Hao tốn về chuyện giao thiệp tiệc tùng, mua sắm, quà tặng. Sức khỏe không tốt, không nên tiến hành công việc gặp trở ngại. Tử vi tuổi hợi đừng lo lắng quá nhiều về các trở ngại người tuổi hợi đang đối mặt hãy tập trung vào những thứ nằm trong tầm kiểm soát của bạn mặt tốt là với sự nâng đỡ của thiên ấn một phần nhờ vào sự cao trào trong cảm xúc mà khả năng cảm thụ nghệ thuật và sáng tạo trong bạn cũng được nâng cao hòa thủy xung khắc cho thấy bản mệnh không mấy may mắn cho về mặt tài chính hãy giả soát lại các khoản tiêu xài của mình có thể bạn đã bỏ qua một hóa đơn quan trọng hoặc việc tính toán chi tiêu của bạn đã bị hao hụt ở đâu đó trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính đông phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và phòng giã gạo. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, tỵ Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự hội họp, gặp gỡ, tiệc tùng. Có tin tốt thuận lợi về tình cảm cũng như về tài lộc nếu có người đến bàn chuyện hùn hạp, hợp tác thì nên nhận lời. Có tin tức ở xa, có người quay trở về, có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên rẻ dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc. Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên rè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Ngày thuận lợi cho việc sửa chữa, tu bổ, chữa bệnh. Tài lộc vào ra thất thường, hoặc chậm chạp có sự gặp gỡ của thân nhân bè bạn gặp lại người cũ có người đi xa hoặc thay đổi hoàn cảnh công danh cũng như về tình cảm có tin buồn ở xa tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy không nên tranh giành chuyện tình cảm hoặc cố chấp lấy ý kiến của mình và tranh cãi có tin xa hao tài về đám tiệc hẹn ước công việc phải cực nhọc mới có kết quả nên kiên nhẫn nếu thấy công việc êm xuôi coi chừng có sự thiếu sót lầm lẫn hoặc bị người chê bai kích bác ngấm ngầm cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại